Unit 9 Meeting People. Unit 9 Meeting People. Cuộc gặp gỡ. 1.24 Conversation A. 1.24 Conversation A. Michael, I'd like you to meet Josh Crosby. Michael, I'd like you to meet Josh Crosby. Jessica nói với Michael rằng tôi mong muốn bạn sẽ gặp Josh Crosby. How do you do, Michael? I'm very... How do you do, Michael? Josh hỏi Michael rằng bạn có khỏe không, Michael? Very well, thank you. It's good to meet you. I'm very well, thank you. It's good to meet you. Michael trả lời với Josh rằng tôi rất là khỏe, cảm ơn bạn, rất vui được gặp bạn. Josh is our company lawyer. He's taking care of the contracts. Josh is our company lawyer. He's taking care of the contracts. Jessica nói với Michael rằng Josh là một luật sư của công ty. Anh ta đang chịu trách nhiệm về những hợp đồng của công ty. I hear you're from Canada. Yeah. I hear so from Canada. George nói hỏi Michael rằng tôi nghe mọi người nói bạn đến từ Canada phải không? That's right. How long? Yes, that's right. Michael trả lời rằng đúng rồi, tôi đến từ Canada. How long will you be staying in the States? How long will you be staying in the States? George hỏi Michael rằng bạn sẽ ở lại trong bao lâu? About three months. Michael trả lời George rằng tôi sẽ ở lại đó trong vòng 3 tháng. How do you like it here so far? How do you like it here so far? George hỏi Michael rằng bạn sẽ ở lại đó trong bạn có thích nơi đó không? It's great. Really enjoying it. Michael trả lời, it's great. Really enjoying it. Michael trả lời với George rằng nó thực sự rất là tuyệt vời. Tôi thực sự rất là thích nó. Well, if you'll excuse me, I have to go. It was good meeting you. Well, if you excuse me, I have to go. It was good meeting you. Vậy tốt rồi. Mong bạn thông cảm cho tôi. Tôi phải đi rồi. Rất vui được gặp bạn. Thanks. Good meeting you too. Hope to see you again sometime. Thanks. Good meeting you too. Hope to see you again sometime. Michael trả lời với George rằng cảm ơn bạn. Tôi cũng rất vui được gặp bạn. Hy vọng sẽ gặp lại bạn. Thỉnh thoảng hy vọng sẽ được gặp lại bạn.